Ấy, what the fuck? Nazi zombie. Mình sẽ vào setting một chút nhá. Mình sẽ lướt qua cái phần graphic ở đây. Graphic ấy, khi các bạn vừa vào xong ấy, thì nó sẽ có một cái bảng hiện ra, đó là nó sẽ hỏi các bạn, đó là các bạn có muốn cái máy ở đâu, cái game này nó tự động setting cho các bạn không? Thì các bạn cấn vào yes nhá, để nó tự động setting cho các bạn, được chưa nào? Full screen, mình chỉnh lại full screen đã. Ok, keep setting. Brightness đèn ánh sáng này. Color blink filter. Còn cái link của quỷ gì vậy? Mình sẽ vào ra setting trước. Ui, nó nuốt tận hai đâu, nó nuốt hơn một nửa cái cạc màn hình của mình. Full screen LCD, như là màn hình chỉ được 60Hz rồi. SDNC, ai cho mày bật, tắt đi. À mà game này nặng nhỉ, cho nên cứ bật lên cho an toàn. Không, xin chào. Có lên thử Ultra không các bạn? Ôi, Ultra chắc nặng quá. Game này không hề nhẹ chút nào nha các bạn. Các bạn hãy nhớ điều đó. Được rồi, nói chung là nó cũng setting theo kiểu đó là tần tần thôi. Chúng ta sẽ chơi tạm ấy. Đây là setting mặc định của nó ấy. Khi mà mới vào game ấy, thì nó đã hỏi mình là có muốn nó setting hộ cho không. Thì mình ấn ok rồi. Giờ mình ra xem có cái gì cần chú ý không. Âm thanh. Âm thanh có đẹp không? Control. Mouse setting. Đã tốc độ chuẩn. Hơi chậm như này. Lên lên tí. Hôm qua mình mới chơi thử cái tựa game gì nhỉ? Rainbow Six. Thì tầm chuột cũng tầm chung chung như vậy. Cây binding. Để các nút sử dụng trong game này. Cũng không quá nhiều. Bật mí một chút thì đây là cái phiên bản được cho thành công nhất của tựa game Call of Duty sau cái phần chiến tranh hiện đại Modern Warfare. Và cái phần này được đánh giá rất là cao. Được rất nhiều trang báo trên thế giới về chuyên về game, trang chuyên về game họ đánh giá toàn điểm 9/10 thôi. Bây giờ thì mình sẽ vào game và chơi thử nhá. Setting thì có lẽ là mình cứ để mặc định thôi. Bởi vì lúc đầu thì nó đã yêu cầu setting hộ cho mình mà. Chứ mình thì mình không muốn thử cái phần đó Ultra cho lắm. Vào nó lại bị lag giật thế này lọ thì khó chịu lắm. Cha luôn, phải nhìn vậy. Các màn hình vẫn còn, hay nó thử tí nha các bạn nhỉ. Cái gì cho hai hết lên. Hai quá lít. Lao quá lít. Hai gì quá lít. Hai quá lít. Ok, thử vậy nhé. Mình sẽ thử xem nó thế nào. Bởi vì như mình đã nói ở trước, ở các cái video trước đây mình đã từng nói thì game crack luôn luôn nhẹ hơn game bản quyền. Đó là điều chắc chắn. Bây giờ mình sẽ vào thử campaign nhé. Trong game này chúng ta sẽ làm cái gì quên xứ nhỉ? À đúng rồi, chúng ta sẽ vào vai một nhân vật trong thế chiến thứ hai. Cái thời kỳ mà liên minh đánh nhau với cả quốc xã, đất quốc xã các kiểu á, đánh nhau với cả quân phát xít. Chỉ chọn cái ngày đầu tiên, đâu, cái phần đầu tiên. Start mission nha các bạn. We're invading Norman. Đúng game, lúc nãy mình mới vào nhưng vừa vào cái mình thoát ngay. Đây các bạn. Mình nên hầu chu skip đi. Nào, chưa thời điểm nào. Ở đây. Tháng 6 ở đâu? Ngày 6 June là tháng 4 luôn nhỉ? Không rõ lắm nữa. Đúng, năm 1944. Cái thời điểm mà có lẽ là Mỹ mới dồn cái cuộc chiến này. Daniel, got a light. Ánh sáng không? Chưa thì ánh sáng á, phải rồi. Oh what the fuck? Không phải light ánh sáng các bạn ơi. À xin lửa để hút thuốc thôi. Đây rồi, chúng ta đã đến với cả cuộc chiến rồi đây. Càng lúc tiếng đạn càng gần. Watch out, watch out. Ăn tâm gia. Gia là cái đơn vị đo độ dài của thời điểm hiện tại. Đạn đang bay vèo vèo trước mặt chúng ta các bạn ơi. Full speed, mắc tốc độ lên. Đâm thẳng vào nó. Incoming. Shit.
Một viên đạn pháo đã bay vào đầu thuyền của chúng ta. Chính chặt. Ủ. 200 yards nữa. Ta đi được một nửa đường rồi. 20 giây nữa chúng ta sẽ cập bờ. Mọi người sẵn sàng chưa? Được rồi. Mở cửa lên nào. Ô, cái gì đây? Hai trưởng. Cần mình hút chúng ta. Đi nào, đi nào, đi nào. Ôi. Bãi trưởng, đồng chí vừa lên bay luôn đầu. Bay ra ngoài thôi, bay ra ngoài thôi. Để ở đây được. Bãi thật. Nát đầu luôn. Anh chàng vừa nói chuyện chúng ta xong. May mắn là có anh chàng nằm ngay trên bờ thuyền che chúng ta. Đi thế nào. Get your head down. Cúi đầu xuống và tiếp tục di chuyển về phía trước. Daniel, theo tôi. I'm trying. Take the Bangalore and get to the seawall. Vãi trưởng, không liệt quá, không liệt quá. Vừa mới xuống mà đồng đội chết vãn rồi. Now pick up that banger. Đặt cái banger là cái gì vậy? What the banger? You can do this. Yes sir. Tôi có thể làm được. Tôi có thể làm được, chắc chắn rồi. Yes sir. Oh Jesus. Đấy nào. Ôi, anh ơi. Làm sao chúng ta phải tới được phía trước đây? Khó vãi trưởng. Ai ơi. Cái này như trong khá là giống với cả bộ phim Giải cứu binh nhì Brian các bạn ạ. Khi mà chúng quân chúng ta cũng từ biển đi lên. Quân Mỹ. Nếu các bạn từng xem bộ phim Giải cứu binh nhì Bad Luck. Saving Bad Luck Brian. À không phải. À, Giải cứu binh nhì Brian đấy. Thì có lẽ các bạn cũng quen quen với cảnh này. Tàu chúng ta đổ bộ lên biển, sau đó chúng ta tràn lên và bị quân chúng chặn lại khắp nơi. Oh shit. Ngay đây, ngay chỗ này. Daniel, I will cover you. Okay. Let me go. Đặt bom. Ê. We're almost there. Pull it. What the hell? Fire the hole. Bắt đầu bom. Bom lại dài dài, có lẽ bom thực được dùng ở thế chiến thời xưa chứ bây giờ không còn loại bom nhìn lỗ thời nữa. Mở đường lên thôi. Chạy thôi. Hả? Quân bọn nó à? Vãi trưởng thật. Không nhận ra luôn các bạn ơi. Đây rồi, có một đường nhỏ. Chết đệ. Bọn Đức. Đi mày. Ui mình còn thấp máu quá các bạn ơi, chết rồi. Hồi máu không nhỉ? Không hồi máu các bạn ạ. Ui game này là khó đến một tầm cao mới luôn rồi. Không còn như các phiên bản của Call of Duty trước đây. Mà chúng ta có thể ngồi yên một lúc cho cái màn hình nó bớt đỏ đi là chúng ta có thể hồi máu lại. First Aid Kit. Đây rồi. Được vứt máu này các bạn. Phải uống máu lên mới được các bạn nhá. Không thể nào đó là cứ ơi, what the fuck. Đừng có chắn đường. Thế nào? Alright, here we go. Đánh ra nào thanh niên này, trời chắn đường quá. Để mình lấy súng khác các bạn ơi. Oh what the fuck, nhầm bom rồi. Xin lỗi nhá. Mình đang muốn nhặt cái súng khác. Phải ấn F à, mình ấn nhầm E các bạn ạ. Đánh ra. À, đồng minh xin lỗi. tôi xin lỗi. Tốn đạn quá các bạn ơi, chưa được hết đạn rồi. Ây à, đau ấy.
Hết đạn rồi các bạn ơi, chết rồi. Viên đạn cuối cùng. Để xuống khác á, để xuống khác á. Giờ chúng ta đi đâu ấy. Ô. Giờ chúng ta đi đâu nhỉ? Sẽ là vào đường này. Nghĩ chỉ còn đường này thôi. Get the fuck out, get the fuck out. Bắn khá đã các bạn ạ. What the? Cái gì vậy? Giật cá mình. Rồi, còn đường này thôi. Lại hết đạn rồi, what the fuck. Give me the gun, give me the gun. Mình cần kiếm một cái xác ở đó để lấy súng. Nó bắn rát quá. Có đạn không? Có đạn không? Chả súng nào còn đạn cả. What the fuck? Ui, cái đạn chơi trò khác. Nôn súng vào cho anh. Mày cứ nôn súng vào cho anh không? Đây rồi. Đổ súng ra, đổ súng ra. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Tránh ra, tránh ra. Vãi trưởng thật. Tự nhiên chắn đường đạn của mình luôn các bạn ơi. Rồi, để mình hồi máu các kiểu này đã. Sau đó thì thay đạn súng các kiểu. Ok. Really? 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 Có thằng nữa đây à? Làm gì có ai? Chơi đây đây. Sao mình nhìn nhầm được nhỉ? Tránh đường ra cho anh à? What the hell? Lên gì đó anh bạn. Đây à. Anh đi trước, anh đi trước các chú. Anh giết quân tàu, giết quân tàu mày. Cái này không có cơ chế tự nhặt đạn nhỉ. Cho nên là khi các bạn đi đâu đó các bạn phải nhặt đạn là khá là mệt mỏi. What the hell. Ui bắn ra thế. Súng gì vậy? À đúng rồi, nó có súng máy đây. Hừ, em nhầm, xin lỗi. Mình quen rồi nè các bạn ơi. Lấy lưu đạn. Sao lấy đạn phun nhỉ? Đây là K98 này, đúng rồi. K98 trong Plan Now Battleground. Một khẩu súng mình rất thích. Easy kill. Sợi. Khác cái là không có cốp 8, cốp 4 các kiểu. Ở đây nhắm tâm ruồi cũng ok rồi. Mày ra đây nào. Really? 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 Easy kill. What the hell is that? Vãi trưởng thật. Cái gì đi các bạn ơi. Ấn tab để fin object. Ok. Có cái hầm dưới đây à? À không, chúng ta đẩy cái bàn ra để làm chỗ núp thôi. Mình không biết cái điều đó. Cái đổi súng khá khó chịu. Biết nào lúc nào đổi súng cho nó nhanh nhỉ. Để mình thử xem cái nút đổi súng là như thế nào đã.
Cái tắt mission last checkpoint. Leave game with desktop. À đây setting rồi. Control. Keyboard bên đi. Hoa. Automan. Chết rồi. Setting mặc định ngay. Restore default. Restore default. Cây binding, right mouse, melee, quy, boost, boost weapon, boost weapon skill, boost first air kit, movement, look. Đổi súng lúc nào vậy? Action, active, weapon skill. Melee quy switch đây một well down ấn số 1 là được các bạn ơi, mình thử nhá. Một đúng rồi, ấn số 1 nó tự động đổi rồi các bạn ơi, không nhất thiết phải quay số 1 số 2 gì cả. Really 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 mình nhớ cái thằng ở đây đã đúng rồi. Ui, what the fuck. Đây nào. Mình lại hết đạn rồi các bạn ơi. Khó chịu nhỉ. Súng có vẻ là khá là đa dạng các bạn ạ. Oh, what the. Really. I'm going in. Mình nhặt được một khẩu ba. Một khẩu súng. Súng phun lửa. What the hell. Đây là kho đạn mà xài cái súng này tự sát à? Vãi trưởng thật. Đổ súng nào. Quay lại với khẩu K98 quen thuộc. Really? Mày châu vậy? Đổi súng khác đã, đổi súng khác đã, đợi mình đổi súng khác đã các bạn ơi. Rồi lấy đạn nào. Mãi mà thấy được cái kho đạn các bạn ạ. Cảm giác nó phê thế cái chi. Rồi tới rồi. Phun đồ rồi. Phun gear rồi. Ai nữa? Phun nick. Phun nick. What the hell? What the hell? Sao biết mình có thắng này? Em xin lỗi. Gần chết các bạn ạ. Ai đây nhở? Súng bắn nghe khá đã tay. Bây giờ thì vào chiến trường thôi. Vào chiến trường thôi. Đây, xuống hầm đây. Chú ơi để anh đi đâu à? Chẳng vậy. Bắn chết được cả đồng đội mình như vậy. Vãi chưởng vậy. Bờ mông quyến rũ. Really? Thay đạn nào. Nhanh anh ơi. Còn ai nữa? Who next? What the fuck? Bunker, clear 4/5. Đây là mấy cái hầm này vậy? Còn đây là cái hầm thứ tư rồi, có một hầm nữa rồi. Đây là cái hầm bunker cuối cùng, cái hầm cuối cùng. Yeah, I'm ready. What now, bro? Đây có lẽ sẽ là bước ngoặt của cái phần cốt truyện hả? All right, Zussman. One more. We got this, Daniels. Chạy bên phải.
hết đạn rồi, nhanh hết đạn quá. What the fuck, có một thằng ngay đây. Really, really? Ôi giời ơi, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy. Nhấn ép các bạn ơi, nhấn ép các bạn ơi. Get the fuck out, please, get the fuck out, please. Ôi, cái gì vậy? Oh. This man, what the fuck? Thả ta ra, thả ta ra. Giết đồng đội của anh à? Không có kết đẹp đâu em ạ. C. Ai à, đói. Thôi xong, game over rồi. Không kịp nhặt cái mũ các bạn ạ. Mình có lẽ di chuột chậm quá. Đây rồi, được chơi lại rồi. Anh sẽ nhặt được cái mũ đó và anh cho mày vỡ mồm. Quấn này. Dám giết đồng đội anh. Mày rất man, rất man. Are you okay? 12 o'clock. Come here, buddy. Okay. I can't walk. Oh shit. Get me the fuck out of here. Okay. Để anh. Chú cứ để anh. Còn lại cứ để anh lo. Chú yên tâm. Đi thôi. Get the fuck out of here. Đi nào, cố lên nào. Chúng ta sẽ tới được. Chắc chắn là như vậy rồi. Ngồi đây đợi anh tí. Đánh quá chưa? Đi nào. We're clear. Come on. You call that fucking clear? Tao đứng phun lửa kìa. Giải háng vậy. Giúp tao với nào. Đi vòng qua tận bên này kìa. Xa vậy. Keep your head down. They keep coming. Còn ai nữa? Ba đứa rồi à? Kinh đấy. Đi nào, anh sẽ cứu chú. Nhất định anh sẽ cứu được chú. Chú yên tâm. Fuck. Mày ném tao ấy chơi nó không kịp ném lại rồi các bạn ơi. Ấn ngờ rồi mà chậm quá. Tao. Úi dồi ôi. He's down, let's move. We gotta move. Rồi, quả nết đâu, gặp lại quả nết rồi. Holy nết. Boom. Xuống đây nào. Chết cuồng hết chưa. Get the fuck out here. Headshot. Stay down. Ngồi yên đây. Còn lại để anh lo. Ba phát headshot. Oh man, I'm bleeding out. Just keep pressure on it. Almost there. Đi thôi. Bắn vào đây ngay lập tức. Come on up here, move. Đang cố. Hở cái gì đấy? Vãi trường thật. Nó ngay đây luôn. Okay, stay with me. Medic! Bác sĩ đâu? Morphine đâu? Cắm vào tôi đỡ đau. You gotta hang on. Thời kỳ này có vẻ nó khá là khó khăn trong công việc đó, cứu những người lính bị thương nặng như thế này trong chiến tranh. How about another look at your girl? You kidding me? It's okay. I can't see shit. Anh lính này có vẻ, người bạn chúng ta có vẻ là không ổn rồi.
No, no, no. You have thực to sự là không ổn rồi. Hey, Daniels, I'm here. Help me. Okay, okay, I need okay, a goddamn okay. medic. I got this. Go. He'll take care of him. I need you with me, Daniels. Listen up. Có anh đã trông chừng người bạn của anh rồi. Bây giờ chúng ta đi thôi. Tearing up the beach. Let's move. We'll come back for you. Cố lên nhá, mang anh về. Chúng ta sẽ lại đoàn tự. Move it up. Rồi, bây giờ bọn kia đâu? Giải quyết vấn đề nào. À, thằng đâm anh bạn anh đúng không ấy, quang rồi. Là còn thằng nào nữa ra hết đây. Sẽ đi có 12 viên đạn nữa này. Chưa ra viên đạn anh ơi. Anh trưởng thật. Ô, gì vậy? Really? Really? Còn à? Còn à? Còn à? Lưu đạn, lưu đạn, lưu đạn kìa, lưu đạn kìa. Một dỡ đi em. Đóng thế, đóng thế, đóng thế. Ăn mấy kin à? Ô, hay đạn. Sao có lưu đạn ở đây? Máy trường vậy? Hả? Chuột! Trời đất ơi! Được rồi, vị trí chúng ta khá là đẹp. Bây giờ thì... May hả bởi? May hả bởi? May hả bởi? Let me see something. May ở đấy này. Thằng kia vẫn còn sống các bạn ơi! How? Ta phải lên trên. Rồi, lên trên lầu nào. Máu ai? À mà quên đã. Mình để tốc độ chuột hơi thấp các bạn ạ. Để mình chỉnh cho nó cao cao lên tí. Quét chuột cho nó đã. Ui, tầm này. Nó chuột bắn nó bị sướng. Someone get on the MG. Đó. Giảm cơ động hơn hẳn. Sai, sai. Ra đây anh cân hết. Ủa, phê đạn à? Đùa. À! Đông quá, tụi nó đông quá các bạn ơi. Thôi đùa rồi, đùa rồi. Em đùa. Mãi chưởng thật. Em xin lỗi. Ammo when you're ready, private. Quân mình à? Quân mình như quân nó đây. Quân mình các bạn ạ. Ủa, thằng đó trâu vậy. Mày hả bởi. Tôi vẫn chưa thấy đã. Really? Đau ấy. Sao bắn bọn này mãi không hết vậy? Bọn đông quá các bạn ơi. À, bọn nó rút quân rồi. Đây nào. Sao lấy đạn nhỉ? Có đạn ở đâu vậy? What the fuck? Đấy cái pháo này á. Really? Daniels, thermite. Cái gì vậy? Thuốc nổ à? Đây là thuốc súng. À, phá cái pháo này. Run, motherfucker, run. Ây dồi ôi. Rồi, đi nào. Pearson, bớt nói đi, đi nào. Hả?
Daniels. Thanh niên có vẻ sống rồi. And I thought I'd seen everything. He gonna be all right? Yeah. He taped them up pretty good. Should have stayed on the boat. Well, now he tells us. Rồi, như vậy có lẽ chúng ta đã hoàn thành phần đầu tiên của cốt truyện trong cái phần game đó là Call of Duty World War 2. Mà review của mình có vẻ là hơi dài và nhàm chán thế vậy. Rồi, có lẽ mình sẽ kết thúc nói ở đây thôi. Chúc các bạn đã lắc game thành công và chơi game vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Mình sẽ cố gắng cập nhật cái bản full của cái tựa game COD SP này. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn.